Chiều ngày 28 tháng 3, ông Mai Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Tín Tây, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, xác nhận sự việc 16 học sinh trường tiểu học Hành Tín Tây, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. 16 học sinh phải nhập viện vì có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được mua trước cổng trường. Đại diện chính quyền xã cùng ban giám hiệu nhà trường đưa các em đến trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành để kiểm tra, theo dõi. Đến thời điểm hiện tại, 16 học sinh có biểu hiện ngộ độc vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe. Trong sáng cùng ngày, chính quyền xã Hành Tín Tây đã lập đoàn kiểm tra, phát hiện một hộ buôn bán đang bày bán nhiều gói kẹo dạng viên có nhiều màu sắc, không có nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ. 3 hôm trước, chủ quán đã mua 4 gói kẹo có đặc điểm nêu trên tại chợ Quảng Ngãi, mỗi gói nặng 0,5 kg. Vào thời điểm kiểm tra, chủ quán đã bán hơn 2 gói kẹo. Chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên, đồng thời đề nghị kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.